Nhà tiên tri mù Baba Vanga sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911 ở Sumica, sinh sống ở đế quốc Ottoman, sau đó tới ở Vương quốc Bulgari, Vương quốc Nam Tư, và trở lại sống ở Bulgari, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa liên bang Nam Tư và cuối cùng sống ở Cộng hòa Macedonia. Người từng nổi danh với những tiên đoán chính xác về các sự kiện gây chấn động thế giới như sự trỗi dậy của IS, vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9, sóng thần năm 2004, Anh rời Liên minh châu Âu, đại dịch Ebola, đã mường tượng hàng loạt sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2020. Trước hết, theo Vanga, hầu hết trẻ em sinh năm 2020 lớn lên sẽ trở thành các thiên tài. Bà dự đoán vào năm 2020, loài người cuối cùng sẽ chinh phục được không gian và thậm chí khám phá ra một hành tinh mà nhân loại sẽ sớm di cư tới. Trong 6 tháng đầu năm 2020, theo dự đoán của Vanga, một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ bắt đầu. Nhà tiên tri người Bulgari tuyên bố vào năm 2020, đồng tiền sẽ mất đi giá trị của nó. Vanga dự đoán sẽ có hỗn loạn và bất ổn trên thế giới, đến nỗi tiền không còn đóng vai trò quan trọng. Nhân loại sẽ bị phân vân, bối rối bởi các vấn đề khác. Bà nhắc tới một nhân vật số 8 sẽ xuất hiện và thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Khi số 8 ký kết, hòa bình sẽ đến trong 1.000 năm, và tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra sớm thôi, bà cho hay. Cũng theo Vanga, trong năm tới đây, châu Âu sẽ phải đối mặt với các thảm họa xã hội liên quan tới sự động độ của các nền văn hóa khác nhau và dòng người di cư. Nếu như ứng với lời sấm truyền của bà, những sự kiện rất nghiêm trọng sẽ diễn ra tại Ukraine vào năm 2020, nhưng cuối năm 2020, quan hệ với Kiev và Moscow sẽ ấm lên. 2020 theo dự báo của nhà tiên tri Bulgari sẽ là một năm nhiều thiên tai. Theo bà, hoạt động tích cực của mặt trời sẽ gây ra thảm họa thiên nhiên. Nước Nga sẽ trải qua một mùa hè khô cạn. Thiên nhiên sẽ gây ra các thảm họa nghiêm trọng cho Đài Loan và các khu vực lân cận. Bà tin rằng châu Á trong năm tới sẽ hứng chịu nhiều trận động đất. Châu Phi cũng sẽ gặp rắc rối với dịch bệnh lớn cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nhân loại sẽ tìm kiếm một loại vaccine chống lại căn bệnh khủng khiếp trong suốt cả năm. Bệnh phổ biến nhất trên trái đất sẽ là ung thư da. Băng ở Bắc Cực gây ra không ít lo ngại vì nguy cơ thảm họa môi trường sẽ khiến chúng tan chảy nhanh hơn.